Xin kính chào quý vị và các bạn. Như các bạn đã biết, hiện nay smartphone đang là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Và để phù hợp với nhu cầu đó, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm smartphone để mang đến cho các bạn một sự lựa chọn đúng đắn trong thời đại công nghệ số hiện nay. Và đây trên tay tôi là chiếc smartphone Xiaomi Mi Max 2. Hiện tại hãng Xiaomi là một hãng điện thoại của Trung Quốc đã du nhập vào Việt Nam không lâu. Tuy nhiên, với tiêu chí bền và rẻ, hiện Xiaomi đã chiếm được rất nhiều tình cảm của người tiêu dùng. Như các bạn thấy ở đây, Xiaomi Mi Max 2 được thiết kế kim loại nguyên khối, mang lại cảm giác chắc tay khi cầm. Tuy nhiên, mặt lưng của Xiaomi Mi Max 2 dù có sần nhưng vẫn cầm khá trơn tay. Và các bạn nhìn ở đằng trước đây là màn hình 6,4 inch, mang lại cảm giác trải nghiệm xem phim và chơi game khá là đã mắt. Tuy nhiên, đối với một số bạn phụ nữ thì việc đút chiếc điện thoại này vào túi quần là một điều khá là vất vả. Về cấu hình của Xiaomi Mi Max 2 thì Mi Max 2 có chip 8 nhân và RAM 4GB, mang lại sự trải nghiệm đầy đủ cho người dùng kể cả về đa nhiệm lẫn chơi game. Và với dòng sản phẩm này thì tôi hy vọng các bạn sẽ có một sự lựa chọn đúng đắn trong thời kỳ rất nhiều smartphone hiện nay. Tôi xin chân thành cảm ơn và hy vọng sẽ hẹn gặp lại các bạn vào trong những video review về điện thoại khác. Xin chân thành cảm ơn.